Xin chào cả nhà mình, xin chào chúc cả nhà mình một buổi sáng cũng như là một tuần mới thật là nhiều năng lượng nha. Em Khánh sẽ chia sẻ mọi người trong video clip này một cái thông tin rất là hay và thú vị. Thì hôm nay em Khánh đang đang phát tâm cũng như là đang làm một cái chương trình gửi quà từ miền Nam ra miền Bắc cho đồng bào miền Bắc, ông bà, chú bác, anh chị ở miền Bắc hiện tại đang gặp tình trạng đó là lũ lụt. Bão lũ ở ngoài phía Bắc đúng không ạ? Rất là nhiều. Khánh mấy ngày hôm nay thì cũng rất là đắn đo và suy nghĩ rất là nhiều. Nên là Khánh quyết định là sẽ làm một cái chương trình gì đó để gửi tặng quà đến cho bà con ở ngoài đấy. Thì lần này thì Khánh, vợ chồng Khánh sẽ gửi ra cho bà con ngoài đấy là vợ chồng Khánh là 200 thùng mì. Rồi Khánh có kêu gọi mọi người cũng như là chung tay của mọi người trên mạng xã hội, bạn bè của Khánh. Ai có chung tay với vợ chồng Khánh thì góp và đi chung. Thì rất là may mắn thì có rất là nhiều mạnh thường quân liên hệ với vợ chồng Khánh để có thể là gửi quà. Thì Khánh thì lần này Khánh không có nhận tiền mặt, Khánh không nhận tiền, Khánh chỉ là chung tay mọi người thôi, ai có gì thì góp đó. Đó, mọi người góp đó. Thì hôm nay thì có một chị gái tên là Tuyền Lê thì có liên hệ với Khánh và gửi tặng cho bà con ở phía Bắc, nhờ Khánh là gửi lên 100 thùng mì Hào Hảo. Đó thì bây giờ chị có gửi qua đây cho Khánh. Đó thì Khánh quay như vậy để cho mọi người được biết. Đó thì ngoài chị Tuyền Lê ra thì còn rất là nhiều mạnh thường quân thì từ đây đến chiều sẽ chung tay. Có người thì 100 kg gạo, có người thì 10 thùng nước, có người thì 10 thùng sữa. Rồi có người thì lại tặng bánh mì. Đó, làm sao để mà cùng nhau rồi gửi sang cho Khánh để 1-2 ngày tới là Khánh sẽ tìm xe tải rồi vận chuyển cái này đi ra phía Bắc cả nhà mình. Đó, thì hiện tại tình hình ở ngoài đó thì cũng đang thiệt hại rất là nhiều về tài sản rồi tính mạng con người rất là nhiều, rồi bây giờ để mà khắc phục lại thì cũng khá là mất nhiều thời gian và tiền của. Thì bây giờ cái cần thiết mọi người bây giờ là nhu yếu phẩm để mọi người sử dụng á. Đó, ngoài kia bây giờ là cần rồi Khánh thì cũng thấy mọi người nói là bây giờ cần ngoài đó nhiều nhất là nước uống này, rồi sữa cho các bé nhỏ này, rồi đồ ăn đó, mì thì bây giờ cũng cần, nhưng mà rồi gạo nữa đó. Thì bây giờ hai vợ chồng Khánh thì đóng góp là một lần là 200 thùng mì, nhưng mà sáng giờ thấy mọi người cũng gửi mì cũng nhiều nên chắc có thể là 200 thùng mì thì chắc Khánh sẽ bớt lại, Khánh gửi 100 thùng mì và còn lại mua sữa hoặc là mua nước đó. Em nghĩ là mình sẽ chia ra mua sữa với nước đi. Tại mì khá là nhiều, em nghĩ là mua sữa với nước. Và đúng rồi, mua sữa với nước đi anh. Để sáng nay em thương có đi qua thì có được một chị gái, chị chở nước qua với lại một thùng sữa, hình như là 10 thùng nước hả anh? Đang hiện tại đang bỏ trong kia, tí rồi em thương vô quay. Tại sáng em thương qua gặp chị bất chợt, tại vừa xe vừa vào á, nên em thương không có quay kịp cho cô dì chú anh chị nha em. Nhưng mà nhu yếu phẩm của chị đã xong. Chị có chia sẻ là khi Cánh kêu gọi làm chị vừa thói luôn, là chị vội là chị chơ nước, chị đặt nước với sữa, chị kêu là chị cũng phát tâm, chị muốn góp một phần nào đó của sức của mình. Thì chị nhờ Khánh gửi tới cô dì chú anh chị. Chị tin anh Khánh nên chị gửi anh Khánh. Xem một cái bút luôn nha. Đây thì 100 thùng mì Hảo Hảo của chị Tuyền Lê đặt tổng là 1.500.000. Cái này thì chị sẽ thanh toán cho tạp hóa, còn Khánh thì không có nhận tiền nhá. Bởi đúng vì Khánh không muốn nhận tiền, bởi vì sao? Bởi vì nó có liên quan đến rất là nhiều những cái nó nhạy cảm lắm, nên là Khánh thôi. Khánh bây giờ ai mà phát tâm thì có mua đâu thì gửi sang cho Khánh, Khánh nhận quà là Khánh chất lên xe Khánh đi, rồi đến đó tặng bà con đó thì Khánh quay cho mọi người xem, chứ Khánh không nhận tiền. Gửi lấy tiền Khánh còn phải sao kê rồi chứng minh tiền, chỉ nhận ví dụ bạn bè, ví dụ người thân Khánh ok, bạn bè Khánh thì gửi bao nhiêu ok Khánh nhận, Khánh mua dùm, chứ Khánh không nhận tiền của mạnh thường quân nha, còn nhận quà thôi. Rồi khách hàng ok anh nhận rồi nhá. Cái đấy nữa, cái 100 thùng mì của chị Tuyền Lê để Khánh vào nhắn cho chị Tuyền Lê cho chị biết. Rồi cảm ơn anh nhé. Cảm ơn chị Tuyền Lê rất là nhiều. Hai vợ chồng em đã nhận đủ là 100 thùng mì nha chị ơi. Rồi. Anh tài xế đã giao đủ 100 thùng mì hiện tại ở đây. Thì vật phẩm đã có sẵn, thì vợ chồng em sẽ gom góp cái nào cảm thấy vừa đủ thì đủ Khánh thì tụi em đi. Đó. Nói chung Khánh cố gắng trong 1-2 ngày tới. Đúng rồi, đi được đó mọi người. Đi liền. Bởi vì là bây giờ những cái này rất là cần thiết ở ngoài đó. Bởi vì mọi người biết không, hôm qua Khánh cũng có tìm hiểu ngoài đó rồi. Mọi người ngoài đó là nhiều khi ra đó mua mì không có. Rồi ngoài đó kiểu như là bây giờ nó đang lũ, nó đang cháy hàng rồi. Bị cháy hàng luôn. Tức là người miền Bắc là mì cũng nhiều chỗ là không có để mua. Rồi nước nhiều khi nhiều có cũng không có để mua. Rồi sữa đồ cũng không có để mua luôn. Thành ra là thôi Khánh quyết định là sẽ mua trong này. Và kiếm xe thì Khánh bây giờ chưa kiếm được luôn.
Trường hợp mà mình có hàng xong mà nhờ ai đó có xe họ tình nguyện hoặc là nhờ các bên tình nguyện họ chở giúp mình Đúng thì rồi. càng tốt, thì mình sẽ không mất chi phí vận chuyển. Còn nếu không, trường hợp mà không có ai nhận chở miễn phí cho mình thì Có Khánh sẽ bên thì tìm xe mà thuê xe để chở đi. Đó. Thì trước mắt là bây giờ mình cứ nhận đúng hàng rồi, trước. mình cứ Đó. có nhu yếu phẩm trước rồi mình có Ừ. tinh thần của mình đi á Rồi, thì thì bây giờ Khánh sẽ vào trong này quay tiếp mọi người xem. Một cái phần quà của một chị này là chị Ba. Chị Ba hồi đây đúng rồi, sáng đây mà Thương vừa nói đó, đưa qua liền á, đọc cái là đưa qua liền cho Khánh. đúng Đây là rồi, 10 thùng nước Aquabila và một thùng sữa Vinamilk. Thì chị là chị đầu tiên gửi quà qua trước. Đó, chị Ba ở quận quận 11 hay sao mới mới nhắn cho đúng Khánh. rồi, chị qua là chị Ừ. gặp em tại cửa luôn, là hai chị em bưng xuống đó. Khánh chưa kịp ra thì chị đã gửi vào Tại đây em rồi. nói là Khánh ở trong Ừ. này thì cảm ơn chị, xong cái chị quay ra chị đi về Ừ, luôn. đấy. Tại nãy Rồi. em cũng quên mất câu chị đi vào ra trong này gặp anh, xong rồi em chạy ra thấy chị đi cu qua đường luôn rồi. Rồi, ok. Rồi, vào đi ạ, vào nữa đi ạ. Còn lấy xe đẩy không ạ? Có nhiều không anh? Nước với sữa à? Dạ. Có lấy xe đẩy không? Thương lấy xe đẩy đi. Dạ. Lấy xe đẩy. Hay là bê vào luôn đi, bê rồi nó anh cho anh. Ở đây là một vài anh chị ở gần gần đây biết Khánh có nhận nên là mấy anh chị đưa qua. Đây là sữa với nước của chị Tình. Đó. Dạ, để đó giúp em là được ạ. Bao nhiêu thùng vậy ạ? Tí cho em xin số lượng với nhá. Quà của chị Tình đã gửi cho bà con ở miền Bắc. Đó, sửa với nước cho Khánh để gửi đi. Có nhờ anh. Đấy, nhiều khi mình thấy những cái lúc như này mình thấy anh em rồi bà con mọi nơi á, chung tay nhau lại á, mình thấy nó vui cả nhà mình ạ. Dạ, em chào chị. Dạ, chị Khánh Vân. Dạ, lâu quá không gặp chị. Mấy năm rồi chứ còn gì Mấy nữa. năm rồi đấy, hồi lâu lắm hồi gặp ở bên hình như bên Viện vụ bệnh viện. ừ. À, đúng rồi. Ở dưới kia. Dạ. Nhưng mà như em bây giờ là mừng lắm rồi. Dạ, Tức là cảm ơn cứ chị nhiều nha. Lâu lắm rồi cũng không gặp chị luôn á. Nay kết nối được chị cũng hay đó. chị vẫn theo dõi em mà. Dạ. Chị dạo này kinh doanh ổn không? Chị cũng vậy, đang Dạ, lại. dạ. Em nói nghe này, vậy em đặt đi, em gọi mì đi, cái đó là người ta gửi mà bây giờ cái xe nó nhỏ chị đâu có chở được đó. Dạ. Thì em hỏi rồi, nếu như Hảo Hảo thì một thùng là 113.000. Thì đặt thì em nhờ chị em đặt rồi mai chở lên luôn. Em cũng đang đặt mì, mai mới có. Ok, Em cứ đặt đặt ra đi. 2 thùng thì chị đặt, em đặt thêm cho luôn. Dạ. Đặt thêm vô 113 hả? 113.000 một thùng nếu như là Hảo Hảo. Dạ. Nhân với 50 thì ha, là 5 triệu 6 với 50 nghìn. Bây giờ chị chuyển khoản cái đó qua cho em. Dạ. Với lại bây giờ mà mình đi đặt lẻ cũng còn. Đúng rồi, nói chung là giờ thấy phải gom ấy. Rồi, được chưa anh? Vâng, Rồi, ok. em cảm ơn anh nhá. Đây Chào là bao anh. nhiêu nước đây? Bể N nước mà thấy 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 xài chị bảo 500 chai. cũng bể nước mà Dạ xài bọc của em dạ, rồi cảm ơn anh chị à. nhá. Cảm ơn chị Tình. Có gì em sẽ gửi thông tin cho chị Tình. Mưa luôn rồi. Rồi, cảm ơn Mời hai anh. anh nhá. Dạ, nước cần chứ. Cái Sáng gì em vậy? nhắn trên đó người ta bảo giờ cần nước bởi vì là ngập đâu có nước để uống đâu. Tài Một khoản của sáu em cũng được. Một sáu không tám. Dạ. Vậy chị ở ngân hàng nào á? Dạ ngân hàng Techcombank. Techcombank ạ. Còn Giờ tới ngày mai thì có nhiều cô dì đều là đang gom mền này, gom quần áo này. Em thì đang dự định là em muốn thi theo theo xe hàng đi ra luôn. Đi luôn hả? Đúng rồi, Trời em ơi, muốn mạnh đi, dữ. em muốn ra nó. em muốn ra đó và mình biết hàng của mình đi tới đâu này, rồi Nhưng mà mình mình có địa điểm ở ngoài chưa? À, em có liên hệ với chính quyền với một số anh chị ở đó thì họ sẽ điều phối cho mình, ví dụ như là huyện nào Ra. xã nào cần ấy thì mình sẽ đưa về đấy. Cái này lương khô không? Anh hai chị á. Từ hôm nay giờ này 2-3 thùng sữa bưng uống tới nặng luôn đó.
có đó, mình bưng bưng mình đi thôi. Thương nó cứ đòi đi ra đó gì. Thôi đi được thì cũng được em. Dạ, tính là em cũng đi mà không đi được. Thôi em thì em cũng em thì không. Em thì đi nó mất tiền quá. Em đi ra nó mất tiền lắm. Với lại em lo đầu ở bên này. Đúng rồi, đúng rồi. Chơi hơn mà. Thôi thì Thương muốn đi cho đi trải nghiệm. Nhưng mà anh bốc xuống đây cho em cái nha. Lương khô ấy chảy ra tí đi anh. Ui, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ hai, sáng giờ Khánh nhận hàng lô bu quá, Khánh chưa quay được gì cho cả nhà mình xem. Đây,
Tiếp tục sáng giờ này, đây là những cái món quà của Mạnh Thường Quân mọi nơi gửi về cho Khánh để gửi đi miền Bắc. Mì tôm, sữa. Nói chung thì Khánh nhận được thông tin ở ngoài đó báo là mì tôm bây giờ hiện tại cũng có ok rồi, và nhiều khi là nước không có để mà pha mì tôm, thành ra là cần nhất là nước, sữa và bánh đồ á. Thì hôm nay Khánh tiếp tục là kêu gọi mọi người là gửi bánh, sữa, nước, quần áo. Đây, quần áo có luôn, bánh trái. Rồi đặc biệt là một cái món ăn cực kỳ là nhanh gọn, tiện lợi và đủ dinh dưỡng, đó là lương khô. Đây, thì đây một người bạn của Khánh, đó là bạn Hân. Bạn Hân ở bên quận 2. Bạn ấy gửi tặng cho 3.000 thanh bánh lương khô đó. Bởi vì là bánh lương khô nó sẽ dễ dàng ăn nhanh, ăn liền được. Và trong lương khô thì đầy đủ các loại hạt, loại đậu, nên là ăn nó sẽ ok hơn. Ok, đợi xíu nha anh, làm sao cho anh cứ chạy vào xíu anh ạ. Đó, nói chung sáng giờ là Khánh chỉ ngồi đây để nghe máy rồi nhận hàng thôi, nhận quà thôi. Sáng giờ nhưng được cái là vui, cả nhà mình vui vì cái tấm lòng của mọi người gửi đến rất là nhiều đó. Thì Khánh dự kiến nhận hôm nay nữa, nếu mà được thì tối nay mà có xe á là Khánh đưa lên miền Bắc luôn đó. Còn nếu trường hợp mà tối nay mà không tìm đâu ra xe để vận chuyển được thì để đến ngày mai, nói chung cố gắng làm sao đó để nhanh nhất có thể để gửi ra miền Bắc thôi đó. Chăn màn cũng có luôn, chăn mùng màn quần áo nha. Đó, em làm gì em? Đang kêu gọi ai đi cùng em không? Ai đi cùng em không? Trong này nữa nha cả đồng nhà. Đồng đội. Đó, trong này nữa, bánh đồ tối qua giờ mọi người gửi rất nhiều. Dạ. Nước này, quần thì áo cúc này. Cúc của anh, dạ anh đấy. Anh cho xuống dưới đây cho em đi. Sau lưng Khánh là bánh nhá, bánh của anh Lý, công Lý với mọi người bên chung cư của Khánh gửi tặng. Đó, mì tôm của vài bạn là lương khô, nước. Chủ yếu bây giờ Khánh muốn nhận là nước hơi nặng, nhưng mà đặc biệt nước rất là cần trong sinh hoạt hàng ngày. Rồi bắt đầu gạo thì tính sau. Khánh hy vọng là sau chuyến này thì Khánh sẽ được mọi người tiếp tục chung tay nữa để phục gọi là mình tiếp tục để chung tay kết nối mọi người tiếp tục như giống như là phục hồi lại sau khi lũ xong thì còn cần rất là nhiều những cái dụng cụ tiêu dùng hàng ngày đó, đủ thứ. Người ta mất mát cả đời xây được cái nhà, trôi hết nhà cửa của mình, xem xót thương cực kỳ. Đó, bây giờ bên này nữa. Cái này à, ai gửi qua đây anh? Bích Nga hả? Cúc mua ai ạ? Cúc. À, Cúc hả? Rồi. Hai chục thùng mì, 10 nước suối ạ. Ba thùng mắm. Dạ. Ok anh, cảm ơn anh. Cảm ơn chung thôi chứ giờ biết sao được. Tấm lòng của mọi người gửi thì nhiều khi là làm sao đó để làm sao mà mỗi người một ít. Nhiều khi Khánh không thể nào mà biết tên ai luôn. Cứ gửi đến Khánh ơi nhận hàng thì mình cứ nhận thôi, chứ cũng không biết tên ai. Nhưng thì chỉ nạp danh nữa chứ là cảm không... ơn mọi người, cảm ơn dạ. Sự yêu thương, sự ủng hộ của mọi người trên mọi nơi. Chứ giờ Khánh không biết tên ai nên thông cảm cho Khánh nha. Thực sự không biết luôn. Sáng giờ là cái đầu Khánh lô bu luôn. Nghe máy điện thoại rồi nốt tên ai, tên đuổi ai rồi. Chỗ tụi em bây giờ sắp thành cái tiệm tạp hóa không rồi. Đó có gì chứ chị. Và cũng rất là mừng vì mọi người chung tay như thế. À. À, cảm ơn anh nhiều. Rồi. Còn chuyến nữa hả? Chuyến 10 thùng mì à? 10 thùng mì. Với 5 thùng bánh nữa. Rồi. À, mua 10 thùng mì với 5 thùng bánh nữa là mới đủ chuyến này. Rồi, đấy. Còn cái lương khô đó. Trời. Tại bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Thì cập nhật với cả nhà cho đến hiện tại bây giờ thì Khánh nhận cũng khá là nhiều luôn. Nói chung là từ sáng đến giờ là Khánh ở đây, Khánh đợi Khánh nhận rất là nhiều từ mọi người gửi đó. Có mì tôm, rồi sữa, nước, bánh, quần áo gì là đủ tứ tung hết. Thì ở đây Khánh ước tính nó khoảng 4 đến 5 tấn ấy. Hả? Bây giờ Khánh cho mọi người xem cả trong này nữa. Ở ngoài này là mới nhận lúc chiều, còn trong này nữa cả nhà mình. Ba kho. Đó. Khánh mượn kho của anh bạn là để bỏ này, trong này này. Mì này. Đó, nước này. Bánh trái gì trong này là quá trời luôn. Đấy. Rất nhiều nhá. Bây giờ Khánh chỉ quay như vậy cả nhà mình xem. Rồi bên này nữa. Bên này nữa nha cả nhà mình. Đó. Tận dụng hết tất cả mọi chỗ nào mà để được là Khánh để hết. Khánh hiện tại thì Khánh ưu tiên là nước. Mọi người có gửi thì Khánh đều bảo là bây giờ mọi người hãy gửi nước này, rồi sữa, rồi tã cho bé này, rồi
những cái đồ như là dầu gội, sữa tắm, rồi những thứ mà mọi người sử dụng này, rồi cả những cái như là băng vệ sinh. Đây, băng vệ sinh này cả nhà mình. Bởi vì sao? Những cái này rất là cần cho các chị em phụ nữ. Đó, phải tâm lý cho các chị, bởi vì cái này không có là không được. Đấy, rồi quần áo trẻ con, đặc biệt là lương khô. Bởi vì lương khô là một cái rất là dễ để sử dụng liền được, không cần phải chế biến. Như mì thì đôi khi ra đó có những nơi là không có điện, không có nước để mà chế, thì mì thì ăn sống thì một hai gói thôi, chứ làm sao mà ăn sống cả mấy ngày được. Thành ra là lương khô là một cái rất là cần. Lương khô người kia Khánh có kêu gọi rất là nhiều. Và bánh đó, chẳng hạn như những cái bánh mà dạng là bánh gạo đó đấy. Đây, mọi người Khánh muốn mọi người là mua bánh gạo hoặc là lương khô hoặc là sữa đó. Đó, như thế này là về là bóc ăn liền, là nó ngon mà nó dễ dàng dùng. Đấy, rồi đặc biệt là nước nhé. Nước là cái quan trọng đó. Nếu như không có nước là khó đó để có thể là sinh hoạt được. Mọi thứ phải có nước. Ở trong này là dầu gội, còn đây là cái một bên bánh, thương hiệu bánh Trà Bông họ có gửi tặng. Đây nữa hay sao cũng không biết rõ đấy. Hai thùng bánh Trà Bông. Rồi đây là nước và đây là bột giặt này. Đấy, bột giặt, nước giặt. Đó, rất là nhiều nhá. Đó, thì tối nay Khánh sẽ cho một sáng giờ là Khánh tìm xe để mà vận chuyển cái hàng này để lên miền Bắc là cũng khó nha cả nhà mình. Tìm xe thôi mà không có. Thì may mắn là trong cái nhóm của mấy anh chị Khánh chơi thì có một chị có xe tải, thì chị đó có điều xe tải để tối nay 10 giờ tối nay thì sẽ chuyển trước. Cái xe đó 3 tấn rưỡi thì không biết chuyển được bao nhiêu, là Khánh chuyển để gấp rút đưa lên miền Bắc cho bà con trên đó. Thì Khánh dự tính là sẽ lên Bái, nhưng mà theo kế hoạch thì như thế. Còn như nào thì chút nữa Khánh sẽ hỏi trực tiếp cái đầu cầu bên kia xem là ở chỗ nào cần thiết để đưa vào thì Khánh sẽ điều đưa vào đó. Đó, tình hình là tối nay 10 giờ sẽ bốc lên xe và sáng mai là bắt đầu xe đầu tiên xuất phát đi. Đó, ra miền Bắc thì hy vọng là mọi thứ nó sẽ thuận lợi. Rồi Khánh lại tiếp tục tìm xe tiếp, nhờ mọi người làm sao mà gửi quà lên nhanh nhất có thể và những cái nhu yếu phẩm cần thiết để cho mọi người trên đó, mọi người dùng. Bởi vì trên đó cũng rất là thiếu thốn và hiện tại bây giờ nó dạng như bị cô lập á, nên là không có thể nào mà mua hay là... Cho nên là tạm thời là Khánh sẽ ở đây. Đến tối để chút nữa thì cũng sẽ có một vài bạn của Khánh để qua phân loại. Ví dụ như là quần áo rồi bịm tả phân loại vào thùng hay thuốc men vào một thùng riêng. Để lên đó dễ phân loại cả nhà ơi. Bởi vì là mỗi người cứ đến cho một bịch, hai bịch bánh vậy đó, là mình phải phân loại bỏ một cái thùng để cho nó tiện để xử lý. Đó. Thôi, cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi cái video clip này. Bây giờ Khánh sẽ đi vào ăn miếng đã, chứ sáng giờ là sáng giờ cứ lu bu gọi nghe điện thoại nhận hàng này kia. Thực sự là mệt nhưng mà vui. Cả nhà mình vui là vì mình được mọi người tin tưởng và trao gửi những cái tình cảm đến cho mọi người miền Bắc như vậy, là mình quá vui và quá là hạnh phúc. Quên được cái mệt luôn á, mệt xíu vậy thôi, nhưng mà rất là vui và ok đó. À, xin chào cả nhà mình. Thì tiếp tục với cái công việc đó là gửi quà ra phía Bắc. Thì hôm nay thì đến bây giờ là 10:30 rồi. Thì đây là cái lúc mà Khánh cùng với mọi người sẽ gửi trước một xe nhu yếu phẩm mà hai ngày qua Khánh có chia sẻ để mọi người có thể cùng nhau chung tay. Thì đây, như mọi người cũng đã biết đúng không, từ ngoài lối đi vào bên trong này là nhu yếu phẩm và bên trong kia nữa đó. Em Thương có thể quay cho cả nhà mình xem. Cầm cái mic lên đó mọi người di chuyển thôi. Không sao, rồi em anh quay, em quay trong kia cho mọi người xem đó. Đường này không vô được thì Khánh không có vô được, tại vì hàng nó bị cung ứng nó kẹt đây rồi bà con có gì chứ anh chị ơi. Rồi bây giờ em quay đó trước rồi nha. Ở đây là đồ chợ nhiều lắm cả nhà mình. Đó thì em sẽ quay ra cho cô dì chứ anh chị mình dễ hình dung nè, góc này nè. Đó. Rồi từ góc này mình sẽ quay qua bên đây nữa nhiều nha. Lắm á. Ồ. Đấy. Đấy. Rồi Rồi. Quên lấy cái bút cái giấy. Ừ, ghi ra. Rồi đây cả nhà mình nhá, hàng hóa nước rồi mì rồi bánh gì đó. À mà còn trong này nữa nha cô dì chứ anh chị. Đây Khánh. Là bánh này. Đây. Đó, quần áo này. Bánh, xúc xích, quần áo, yeah. Nước, lương khô, tả, bím, băng vệ sinh, rồi dầu gió, thuốc, rồi gì nữa ta? Nhiều lắm. Mì, nói chung là có cái gì được cái đó cô dì chứ anh chị nhất trong là. Trong này nữa nè. À, bên trong này nữa cô dì chứ anh chị mượn kho để mà tập kết luôn đấy, dầu gội nữa nè, rồi sữa cho các bạn nhỏ, sữa cho người lớn, rồi ở đây là
gì ta, cơm cháy chà bông rồi nước rồi dầu gội bột giặt đó, bên này mì rồi bên này nữa nha cô dì chú anh chị, mì ly rồi quần áo rồi cơm cháy chà bông rồi gạo nữa đó, bên trong này nè cả nhà mình đó, cả nhà mình thấy không, rồi đó tụi em đổ cứ bên là tụi em đổ hết ở đây luôn rồi nè, bên kia là gạo rồi bên trong này cũng có gạo có mì nữa đó. Em thường quay cho cô dì chú anh chị xem nha. Đó, cô dì chú anh chị các mạnh thường quân ai mà gửi ha nhu yếu phẩm cho nhà em để tập kết ra vùng ngoài Bắc đó, hộ cứu trợ cho bà con ngoài đó thì tụi em đã có hết ở đây và tụi em đã lưu liệt kê danh sách cụ thể mỗi người cứ một thùng, hai thùng gì hay là nhiều ít thì tụi em đều có liệt kê hết rồi. Ừ. Đó, cô dì chú anh chị giống như là góp gió thành bão đó cả nhà mình. Ngoài này nữa nha, thì bây giờ sẽ là đưa một xe khoảng 3 tấn rưỡi để đưa ra trước phía Bắc. Thì xe bây giờ bắt đầu đút đít vào. Hôm nay thì Khánh cũng rất là vui khi các bạn biết là giờ sẽ bốc nên là mọi người qua để chuẩn bị hộ lên xe. Đó, ở ngoài kia nữa cả nhà mình. Tập kết hết rồi người đây rồi này. Các anh các chị rồi mấy bạn tình nguyện viên đó thấy không, đây, đây các bạn trẻ này. Đấy. Xe hàng đang xe vô hàng này của gì chính chị. Tụi em không có tìm được xe lớn, chỉ có được xe này thôi. Mà 10 giờ thì mới hết cấm tải xe mới vô được. Đó. Nói mọi người đang chờ ở đây hết này. Chờ ở đây đỡ mà xe vào rồi bắt đầu mỗi người mỗi tay phụ nhau. Đó. Người có ít thì góp ít, người có nhiều thì góp nhiều, không nói mình không góp sức lắm. Công. Rồi bây giờ sẽ đưa trước một xe ra Bắc trước cả nhà mình. Thì địa điểm thì cụ thể như nào thì sáng mai Khánh sẽ liên hệ với Hội Chữ Thập Đỏ ngoài đấy. Với các ban, các ngành ngoài đó thì nhờ mọi người đầu cầu ở Hà Nội để nhận, đầu cầu phía Bắc để nhận cái chuyến xe đầu tiên. Đó. Rồi tình hình như nào thì Khánh lại tiếp tục cập nhật rồi chia sẻ cho cả nhà mình được biết. Đấy thì trước tiên thì cảm ơn. Đầu tiên là cảm ơn tất cả mọi người trên mọi nơi đã chung tay cùng với Khánh để có thể là gửi được món những cái món quà tình cảm này để gửi ra cho bà con ở phía Bắc. Đó thì cảm ơn mọi người rất là nhiều, các mạnh thường quân. Rồi cảm ơn mọi người hai ngày qua đã cùng Khánh làm những cái điều tuyệt vời như thế này. Đặc biệt là các bạn trẻ đây. Giờ này 11, gần 11 giờ rồi. Vẫn ở lại đây để làm sao mà chuẩn bị đưa hàng lên xe để làm sao để sớm nhất có thể cho bà con phía Bắc thôi. Đó. Và nãy giờ tối giờ thì các bạn phân chia hàng ra mì ra nước rồi bánh kẹo ra bánh kẹo. Đấy, để các bạn có thể là dễ dàng để đưa lên xe hơn. Đó. Còn bây giờ xe đã tới rồi cả nhà mình nha. Xe này thì cũng được một người chị, đó là chị Cúc, thì cũng xe nhà của chị. Thành ra là chị đưa xe sang và thuê thêm Tài để Tài chở ra. Đó, còn xe là xe nhà, không mất tiền gì hết. Đó, đỡ được rất là nhiều chi phí. Em cầm cái ấy để đi. Ok. Rồi. Rất là vui. Xin lỗi. Xin ngoài lỗi. Này không có điện, không có. Không có điện rồi. Rồi thì bây giờ có thể là mình đưa những cái gì nặng lên trước như là sửa đi ha. Nước trước. Nó nặng á, cho nó xuống dưới. Bình tĩnh nha cô dì cha nhà mình ơi. Cho một bạn đi theo băng rôn đi. Rồi băng rôn đây cả nhà mình. Đúng rồi, nặng lên đầu tiên. Đông lắm cả nhà mình, cứ ở đâu Khánh kêu gọi là bắt đầu mọi người ở tận chỗ nào cũng chạy qua. Đó là cứ kéo nhau, kéo anh em bạn bè đó. Hôm nay là có thuận đồ nữa. Hôm nay em thương chia sẻ với cô dì chú anh chị, hôm nay cả từ hôm qua tới hôm nay là Khánh này em cứ là phải túc trực ở ngoài cây khen hồi nãy với em có cái lông nhà có chờ xíu okay. Phải là túc trực ở ngoài này, cứ chạy vừa chạy vào thì lại có người gọi ra lực lượng đông này, hai xe ba xe bốc rẹt rẹt ba thùng mì một thùng sữa gì có ba xe chạy vào lại có người gọi, nên là cứ phải túc trực ở ngoài chỗ này liên tục từ hôm qua tới hôm nay luôn cả nhà mình. Đó, thương lắm. Chưa, từ lúc sáng đi rất là sớm qua bên này chờ tới bây giờ là gần 11 giờ mà vẫn ngồi trên chiếc xe lăn ngồi chờ đó cả nhà mình. Thì em thương cũng tranh thủ về cho Miu ăn rồi gửi Miu cho bà ngoại cũng chạy sang đây luôn. Thì bây giờ mọi người xe bắt đầu vào là bây giờ 10 giờ hết cấm tải, tại vì 10 giờ thì xe tải mới được chạy vào trong này.
muốn sớm hơn cũng được cả nhà mình ơi. Đó. Thì nước bây giờ cho một chuyến đi, xong rồi ngày mai đúng 10 giờ tối ngày mai lại cho một chuyến đi nữa. Đó. Nhờ mấy thanh niên lực lượng không à cả nhà mình. Trời, mỗi người mỗi tay thay nhau đi ấy. Đông. Anh em đông mà lo gì đâu. Người thùng mà lên thôi. Đông. Mọi người chỉ cần túc tắc một xíu á. Chút nữa hàng nhẹ nhẹ các bạn nữ viên bánh từ gì hôm thì qua, được. Từ em cơ gọi thì nam, cũng được rất là nhiều cô gì chứ anh chị. Mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi quần quà. Có người thì quần áo, có người thì đã sửa bỉm. Cứ cái gì cần là mọi người đem hết, ví dụ bánh bim bim, alo, bánh mì, rồi hạ sốt, rồi thuốc 488-77 có cái là xe màu trắng đang bốc hàng đấy. Xúc xích này, em có lương khô này, dạ. Đó. Thì mong là bà con cô gì trước chị rồi, mà anh, đó anh có thể là qua, nhận được những cái nhu yếu phẩm ở trong lúc cấp bách. Đó. Và cảm ơn cô gì trước anh đang đứng đồng đi giờ xe nó cứ ra em. Bây giờ đang bốc hàng để gửi đi nè. Gói kịp thời đến tay. Dạ 488 xem 77 chú anh chị đang trong vùng lũ nha cả nhà mình ơi. Chỉ cầu mong bây giờ lúc này chỉ cầu mong điều là không cầu mong gì hơn là cầu mong bà con ở đó bình an này. Kiên cường vượt qua giai đoạn này. Đông mà, đông lực lượng là rẹt rẹt. Rẹt rẹt ha. Giờ có 3 xe là càng ngon. Hả? Hạ, xe ngày mai nữa em ơi. Đúng rồi. Bây giờ nước. Nước trước thôi nha, rồi tới từ mọi người đông quá nên là làm rẹt rẹt luôn. Rất là nhanh. Mà sức thanh niên nữa mà, lo gì. Đấy. Này giờ có 3 xe như thế này thì lại là chất ngon lành. Bây giờ mình nước thì có xe nó đi coi đi. Đấy. Quá nhanh. Nước rồi sữa. Nước rồi sữa rồi mì. Dạ, sữa. Sữa đấy ạ. Còn không? Còn nước không? À nước màu xanh đúng không? Có thì cứ cho lên. Ôi cái nước màu xanh trong góc kia có chuyến đi luôn không anh? Đi luôn. Cho đi luôn em ơi, cái nước màu xanh trong góc kia luôn này. Ôi ôi ôi. Ôi không sao, không sao. Không sao. Nước là cái nhu cầu rất là lớn. Bởi vì là có nước thì cơ thể mới này kia được. Giờ nước mà không có là nước sạch. Ví dụ muốn pha mì tôm phải cần nước. Đúng rồi. Làm gì cũng phải cần nước. Bây ở ngoài đó bây giờ không có nước sạch. Toàn bộ là nước nước lũ, nước dơ. Ấy là đi. Trong góc kia này em. Cho bên ngoài đi trước. Mệt không mọi người? Không. Có ai mệt không? Không. Ừ. Không ra nó mệt luôn. Cái này là gì ta? Cái này là gì ha? Cái đó bánh em. Dạ, vui đúng không? Dạ, mình khó khăn luôn. Đúng rồi. Cái này ăn thua gì với mọi người đang ở ngoài đấy. Cho nên là không ai thấy mệt cả. Cái này là cái gì ta? Bánh ấy. Chắc là bánh. Gạt ra coi thử rồi ghi lại không? Ừ, bánh á. Đó, mọi người đang rất là khẩn trương để đưa nước, rất là nhiều nước. Nước rất là cần nên phải cho đi trước. Nước rồi lương khô, bánh. Đó. Thấy cho cả nhà mình. Không khí ở đây là như thế. Đó, cho xe này 3 tấn rưỡi thì chắc là chất được đấy. Chất cũng nửa xe mà thấy cũng gọn gọn rồi đấy. Mong sao chất càng nhiều càng tốt để cho đi ra miền Bắc sớm nhất có thể. Rồi mai thì mình lại tiếp tục. Ai tặng được thì mình nhận tiếp. Để tiếp tục cho đi một xe nữa. Đó. Mới nửa xe thôi mà cũng khá khá rồi chị Cúc ạ. Em nghĩ là cũng được đấy. Xe bự đấy. Rồi. Dạ, hy vọng là sẽ đi được sớm nhiều có thể. Đừng để đứt chân, đứt khúc và đứt đoạn hả? Đấy. Mọi người đông mà cứ mỗi người một chỗ là truyền ra. Đó đúng rồi. Theo dây truyền đấy. Hả?
nối dài, nối dài. Cánh tay nối dài từ miền Nam ra miền Bắc. Cái này. Cái này là sữa, cái này là sữa. Từ miền Nam nối vòng ra sữa. Ngoài Bắc luôn. Sữa. Đó là bánh ạ. Từ từ. Không phải, đó là bánh đâu. Bánh á, chắc là bánh á. Bánh kẹo ấy. Rồi, quá tuyệt vời. Trong không khí lúc này thì mọi người không ai thấy mệt cả. Chỉ mong sao là những món quà này là kịp thời đối với bà con ở miền Bắc. Đó. Thực sự là hai ngày qua thì Khánh cũng đã rất là cố gắng hết sức có thể để có thể là nhận được rất là mình, nhiều. Mình tắt lé mình đi cho nhanh. Nhanh nhất có thể. Mình tắt lé mình đi cho nhanh anh Phương ơi. Ở Bắc họ nhận được sớm ạ. Rồi. Đấy. Thương vì hôm qua rồi cũng rất là không sao. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Đấy. Giờ này còn rất là trời ơi, giờ sức như con voi. Trời ơi. Giờ ấm chồng cũng được nữa gì. Bình định. Mãi đỉnh. Gái Bình định đấy. Uống cà phê luôn. Dạ, ok anh. Dạ, đúng rồi, mình lấy uống được mà. Mình cứ thoải mái. Đó, mình làm công tác thiện nguyện thì những cái này mình cũng có thể là cần thì mình có thể sử dụng được luôn. Lương khô. Mấy anh em uống nước rồi mình lại tiếp tục. Nghỉ xíu đây cả nhà mình ơi. Dạ, đúng rồi. Ủa, còn sữa hả? Nghỉ xíu đi cả nhà mình ơi, nửa xe rồi. Tới đâu đó, tới đâu đó, nữa, cho ra sau cũng được. Hơn tập kim phải không? Cường là toát hết mồ hôi rồi. Anh em là cởi trần hết luôn. Giờ cho khó chút đi cho nóng quá. Quá tuyệt vời. Cảm ơn, đây anh. Vậy chứ công tác. Anh có rồi, anh có chai đây. Công tác quay phim cũng mệt lắm chứ. Đây chị. Anh truyền thông. Mới chị Đúc. Dạ, mới chị. Ok, bây giờ mọi người sẽ nghỉ ngơi xíu rồi tiếp tục công việc của mình, đó là chất nửa xe còn lại. Anh thấy cũng khá là được rồi đó. Nửa xe rồi đó. Ừ. Mấy anh nhét mà không có gối lỗ thừa luôn kìa. Đúng rồi, không lỗ hổ. Ừ, còn... còn nước đây, đồ mì. Ừ. Vậy thì thầy cho quần áo này, cho thuốc này, cho nước này. À, thuốc, đúng rồi, thuốc. Cho thùng thuốc đi. Thuốc đi. Thuốc bên kia. Quần. Đấy là thuốc nó ít nhưng mà còn quần áo nè, còn quần áo có mấy bạn nhỏ, quần áo có mấy len áo người lớn nữa. Đúng rồi. Tả nữa. Cho ba cái 300 quần áo trẻ em đi trước đi. Cho mấy bạn nhỏ trẻ con á, không có quần áo mặc là cũng tội lắm. Biếm này, tranh gối này. Ưu tiên trẻ con thuốc. Đúng rồi. Cho tả ra đi ấy ơi. Tả bả bên trong kia kìa. Tả nữa. Đúng rồi. Tả ra. Tả. Băng vệ sinh nữa. Băng vệ sinh. Tả rồi. Cái này anh trai, cái này nặng này. Cái này em. Rồi sau khoảng gần một tiếng đồng hồ thì mấy anh em đã bốc đầy xe rồi cả nhà mình. Đó, đầy xe đóng cửa. Đó. Chuẩn bị thêm một vài thùng nữa là xe là khởi hành. Đấy. Anh em bây giờ vẫn đang rất là hăng say. Và bây giờ ước gì còn xe nữa là vẫn bốc được. Đó. Nói chung là bây giờ vẫn đang còn. Đó, nhưng mà mai sẽ kiếm một xe nữa thì chở tiếp. Đó. Ok, cảm ơn anh em nhiều nha. Mình chụp tấm hình kỷ niệm đi. Ừ, anh em mình vô chụp tấm hình kỷ niệm nè. Còn mấy bạn chụp không? Ở đây chụp không? Tập 2. Anh Tài nữa kìa. Cường vô Cường. Nè, đứng đây nè. Anh. Chị tới xíu là, Anh Tài kìa. Tài, vào đây em. Cầm cái này nước. Vẫn đẹp. Nét đẹp lao động, vô đây. Chị phút mày lên nhóm rồi đấy. Ok. Vô nhanh. Quăng lên. 1, 2, 3. Rồi đổi kiểu đi. Thôi được rồi đó. Kiểu là nhìn nhau thôi chứ kiểu gì. Cái này băng rôn gọi là
vợ chồng Khánh Thương cùng mọi người bà con ở miền Bắc, phải không? Miền Bắc đọc mà cũng sai. Vợ chồng Khánh Thương cùng mạnh thường quân miền Nam gửi tặng bà con miền Bắc. Dạ, dạ, đúng rồi. Giờ mà không nhớ tiệt hết chứ. Giờ không nhớ gì hết á. Rồi. 500 anh em. 500 anh em. Làm đâu 500 anh em đủ. Rồi, thì đó là cái chuyến hàng đầu tiên, nhu yếu phẩm đầu tiên để gửi cho bà con phía Bắc. Thì hy vọng là chúc chuyến các anh tài sẽ đi về hiệu quả, về an toàn. Đi. Rồi đi. Thuận lợi trong đường đi. Đó, chỉ nghề. Mong chỉ mong như thế làm thôi. YouTube bao nhiêu năm rồi mà nói và, yếu nghề thì và chúc cho bác tài là sức khỏe tốt để ngày mai có thể là hoàn thành được cái nhiệm vụ đó là đưa món quà của mọi người ở miền Nam gửi tặng miền Bắc ha. Rồi thì cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều và đi cảm ơn nơi về tới chốn. Yeah. Yeah. Má, okay. Má anh tài rồi. anh cho nói á. Rồi ok.